chào quý khán giả đang theo dõi bản tin COVID-19 sáng 26 tháng 2 của Báo Thanh Niên. Bản tin được phát vào 6 giờ sáng hàng ngày trên kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính chúc quý vị buổi sáng nhiều năng lượng. Bản tin sáng hôm nay sẽ tổng hợp lại những tin tức về dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam cùng với công tác phòng chống dịch của các địa phương trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Sau đây, kính mời quý vị khán giả cùng theo dõi nội dung của bản tin sáng nay. Bản tin của Bộ Y tế ngày 25 tháng 2 cho biết, tính từ 16 giờ ngày 24 tháng 2 đến 16 giờ ngày 25 tháng 2, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 78.795 ca nhiễm mới, 15.835 ca khỏi bệnh. Bản tin cũng thông báo về 78 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay lên 39.962 ca. Thông tin về 78.795 ca nhiễm mới như sau: 21 ca nhập cảnh, 78.774 ca ghi nhận trong nước, tăng 9.655 ca so với ngày trước đó tại 63 tỉnh thành phố, có 54.345 ca trong cộng đồng, gồm Hà Nội 9.836 ca, Quảng Ninh 4.615 ca trong 2 ngày, Bắc Giang 3.563 ca, Tuyên Quang 2.797 ca, Phú Thọ 2.696 ca, Nam Định 2.581 ca, Hải Dương 2.441 ca, Nghệ An 2.424 ca, Hưng Yên 2.403 ca, Hòa Bình 2.385 ca, Vĩnh Phúc 2.367 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 2.206 ca, Bắc Ninh 2.139 ca, Lạng Sơn 2.046 ca, Sơn La 2.001 ca, Ninh Bình 1.971 ca, Hải Phòng 1.919 ca, Đắk Lắk 1.912 ca, Yên Bái 1.785 ca, Khánh Hòa 1.631 ca, Thái Bình 1.585 ca, Lào Cai 1.525 ca, Hà Giang 1.493 ca, Thái Nguyên 1.489 ca, Quảng Nam 1.328 ca, Quảng Bình 1.218 ca, Bình Phước 1.080 ca, Bình Định 963 ca, Đà Nẵng 957 ca, Cao Bằng 914 ca, Điện Biên 891 ca, Thanh Hóa 885 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 846 ca, Lâm Đồng 785 ca, Phú Yên 777 ca, Hà Tĩnh 734 ca, Lai Châu 623 ca, Hà Nam 619 ca, Gia Lai 603 ca, Cà Mau 558 ca, Quảng Trị 546 ca, Bình Dương 339 ca, Bình Thuận 254 ca, Quảng Ngãi 235 ca, Đắk Nông 220 ca, Bắc Cạn 210 ca, Thừa Thiên Huế 200 ca, Kon Tum 194 ca, Tây Ninh 174 ca, Bến Tre 147 ca, Bạc Liêu 135 ca, Đồng Nai 109 ca, Vĩnh Long 84 ca, Cần Thơ 74 ca, Kiên Giang 67 ca, Long An 66 ca, Trà Vinh 39 ca, An Giang 29 ca, Ninh Thuận 24 ca, Đồng Tháp 14 ca, Hậu Giang 11 ca, Sóc Trăng 10 ca, Tiền Giang 2 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Tuyên Quang tăng 1.679, Hà Nội tăng 972, Nghệ An tăng 795. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Giang giảm 608, Hải Dương giảm 507, Thành phố Hồ Chí Minh giảm 260. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 57.160 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 3.120.301 ca nhiễm, đứng thứ 30 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 142 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 31.588 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 3.112.985 ca, trong đó có 2.352.802 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này gồm Thành phố Hồ Chí Minh 528.265 ca, Bình Dương 295.560 ca, Hà Nội 236.800 ca, Đồng Nai 100.923 ca, Tây Ninh 89.723 ca. Theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 15.835 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 2.355.619 ca.
Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.235 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 2.550 ca, thở oxy dòng cao HFNC 279 ca, thở máy không xâm lấn 104 ca, thở máy xâm lấn 289 ca, ECMO 13 ca. Từ 17h30 ngày 24 tháng 2 đến 17h30 ngày 25 tháng 2, ghi nhận 78 ca tử vong tại Hà Nội 20 ca, Đà Nẵng 7 ca, Hải Phòng 3 ca, Hòa Bình 3 ca, Nghệ An 3 ca, Phú Thọ 3 ca, Thanh Hóa 3 ca, Bạc Liêu 2 ca, Bình Định 2 ca, Bình Phước 2 ca, Cao Bằng 2 ca, Đắk Lắk 2 ca, Hải Dương 2 ca, Kiên Giang 2 ca, Lạng Sơn 2 ca, Ninh Bình 2 ca, Quảng Bình 2 ca, Thái Bình 2 ca, Bình Thuận 1 ca, Cần Thơ 1 ca, Đồng Nai 1 ca, Đồng Tháp 1 ca, Hà Nam 1 ca, Hậu Giang 1 ca, Lâm Đồng 1 ca, Long An 1 ca, Phú Yên 1 ca, Quảng Nam 1 ca, Quảng Ninh 1 ca, Quảng Trị 1 ca, Thái Nguyên 1 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 1 ca. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 86 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 39.962 ca, chiếm tỷ lệ 1,3% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 trên 225 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128 trên 225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 23 trên 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện là 33.384.331 mẫu, tương đương 78.848.051 lượt người. Trong ngày 24 tháng 2, có 187.683 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 192.865.977 liều. Trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 176.110.836 liều. Trong đó, mũi 1 là 70.849.206 liều. Mũi 2 là 67.187.585 liều. Mũi 3 là 1.441.597 liều. Mũi bổ sung là 13.628.967 liều. Mũi nhắc lại là 20.003.481 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 16.755.141 liều. Mũi 1 là 8.620.184 liều. Mũi 2 là 8.134.957 liều. Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngày 25 tháng 2 năm 2022, thành phố ghi nhận gần 10.000 ca COVID-19 mới, tiếp tục kéo dài chuỗi tăng mạnh tính từ đầu tuần này. Cụ thể, số ca mắc mới ngày 25 tháng 2 của Hà Nội là 9.836 ca bệnh, gồm 3.404 ca cộng đồng, 6.432 ca đã cách ly. Bệnh nhân phân bố tại 542 xã phường thị trấn thuộc 30 trên 30 quận huyện thị xã. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Đông Anh 904, Sóc Sơn 781, Hoài Đức 611, Nam Từ Liêm 542, Hoàng Mai 521, Bắc Từ Liêm 467. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay là 239.974 ca. Tới hết ngày 24 tháng 2, Hà Nội hiện có hơn 370.000 F0 đang điều trị theo dõi. Trong đó có hơn 363.000 F0 điều trị tại nhà, chiếm 98,1%, 1.350 F0 điều trị tại các cơ sở thu dung của thành phố và quận huyện, chiếm 0,36%. Hơn 5.600 ca diễn biến cấp độ trung bình, nặng, nguy kịch phải nhập viện điều trị, tương đương hơn 1,5% tổng số ca đang điều trị ở thủ đô. Trong đó, 357 ca đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Hơn 5.200 người điều trị tại các bệnh viện tầng 2 và 3 của Hà Nội. Theo báo cáo của Bộ Y tế, tới hết ngày 24 tháng 2, trong các bệnh nhân đang điều trị tại viện ở Hà Nội, có gần 3.500 ca diễn biến mức độ trung bình, chiếm 62%, tăng hơn 12% so với trung bình 7 ngày trước. Ngoài ra, có 863 ca nặng, nguy kịch, tăng gần 10%, trong đó có 770 ca thở oxy qua cọng kính, mặt nạ. Theo Sở Y tế, Hà Nội hiện đã tiêm cho 99,6% người cần tiêm mũi bổ sung. Với mũi nhắc lại, Hà Nội có hơn 4,7 triệu người từ 18 tuổi cần tiêm. Thành phố đã tiêm hơn 3,37 triệu người, tỷ lệ 71,7%.
Ngoài ra, các bệnh viện trung ương đã tiêm mũi nhắc lại cho gần 70.000 người. Ngày 25 tháng 2 năm 2022, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đang triển khai chuẩn bị công tác tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em và học sinh từ 5 đến 11 tuổi đến các quận, huyện và các cơ sở giáo dục. Về công tác lập danh sách trẻ em và học sinh đăng ký tiêm vaccine COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu nhà trường lập danh sách học sinh có ngày sinh từ 1 tháng 4 năm 2017 trở về trước và nhập vào nền tảng quản lý tiêm vaccine COVID-19. Đồng thời, nhà trường cử nhân sự tham dự lớp tập huấn về sử dụng, quản lý dữ liệu tiêm chủng và tổ chức tiêm an toàn. Ông Trịnh Duy Trọng, trưởng phòng chính trị tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, đây là bước phối hợp chuẩn bị của Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Y tế để trong thời gian tới, ngay khi Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công bố kế hoạch chính thức, thì hai sở sẽ phối hợp tổ chức triển khai thực hiện. Được biết, hiện Sở Y tế đã tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ, học sinh từ 5 đến 11 tuổi. Thành phố dự kiến sẽ tiêm cho 970.000 trẻ từ 5 đến 11 tuổi đang sinh sống trên địa bàn, trong đó có 950.000 trẻ đi học và 20.000 trẻ không đi học. Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về chẩn đoán, điều trị COVID-19 ở trẻ em, ban hành ngày 22 tháng 2 năm 2022, các triệu chứng thường gặp ở trẻ mắc COVID-19 là sốt 63%, ho 34%, buồn nôn 20%, tiêu chảy 20%, khó thở 18%, triệu chứng mũi họng 17%, phát ban 17%, mệt mỏi 16%, đau bụng 15%, không có triệu chứng 13%, triệu chứng thần kinh 12%, kết mạc 11%, họng đỏ 9%. Cũng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trường hợp nghi ngờ ở trẻ gồm có 2 trường hợp. 1. Khi trẻ tiếp xúc gần hoặc có yếu tố dịch tễ và có ít nhất 2 trong số các biểu hiện lâm sàng sau đây: sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi, ngạt mũi, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác, khứu giác, đau nhức đầu, tiêu chảy, khó thở, viêm đường hô hấp. 2. Khi trẻ có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính với SARS-CoV-2, trường hợp ca bệnh xác định ở trẻ gồm có 4 trường hợp. 1. Trẻ có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2. 2. Trẻ tiếp xúc gần và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính với SARS-CoV-2. 3. Trẻ có yếu tố dịch tễ, có biểu hiện lâm sàng nghi mắc COVID-19 và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính với SARS-CoV-2. 4. Trẻ có yếu tố dịch tễ và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính 2 lần liên tiếp, xét nghiệm lần 2 trong vòng 8 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm lần 1 với SARS-CoV-2. Trong trường hợp xét nghiệm nhanh lần 2 âm tính thì cần có xét nghiệm PCR để khẳng định. Như báo Thanh Niên đã đưa tin, để đảm bảo nguồn cung ứng và tăng cường khả năng tiếp cận thuốc mới trong điều trị bệnh COVID-19, ngày 17 tháng 2 năm 2022, Bộ Y tế đã có quyết định số 69 cấp giấy đăng ký lưu hành có điều kiện đối với 3 thuốc chứa hoạt chất Monopiravir sản xuất trong nước gồm: thuốc Monopiravir 200mg của công ty cổ phần hóa dược phẩm Mekofa, Monopiravir 400mg của công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Stellarpharm, Monopiravir 400mg của công ty cổ phần dược phẩm Boston Việt Nam. Thuốc chứa Monopiravir là thuốc mới được cấp phép có điều kiện và là thuốc kê đơn, cần tiếp tục theo dõi về chất lượng, hiệu quả, an toàn của thuốc trong quá trình lưu hành. Việc sử dụng thuốc Monopiravir cần phải có sự thăm khám, kê đơn và hướng dẫn của bác sĩ, nhân viên y tế. Bộ Y tế yêu cầu người dân không nên lo lắng, tích trữ và tự ý sử dụng thuốc, vì việc sử dụng thuốc không đúng chỉ định sẽ ảnh hưởng tới việc điều trị bệnh, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe do nguy cơ về các phản ứng có hại của thuốc. Để đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả, Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng thuốc Monopiravir để điều trị COVID-19 như sau. Về chỉ định của thuốc, Monopiravir được sử dụng để điều trị COVID-19 mức độ nhẹ đến trung bình ở người trưởng thành dương tính với xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 và có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng. Các giới hạn sử dụng thuốc.
Monopiravir dùng trên bệnh nhân có thời gian khởi phát triệu chứng dưới 5 ngày. Monopiravir không được sử dụng quá 5 ngày liên tiếp. Monopiravir không được sử dụng để dự phòng sau hay trước phơi nhiễm để phòng COVID-19. Khuyến cáo và thận trọng khi dùng thuốc. Đối với phụ nữ có thai và cho con bú, Monopiravir không được khuyến cáo sử dụng trong thời kỳ mang thai. Phụ nữ có khả năng mang thai nên sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả trong thời gian điều trị và trong 4 ngày sau liều Monopiravir cuối cùng. Dựa trên khả năng xảy ra các phản ứng có hại cho trẻ sơ sinh từ Monopiravir, không khuyến cáo cho con bú trong thời gian điều trị và trong 4 ngày sau liều Monopiravir cuối cùng. Đối với trẻ em và thanh thiếu niên, Monopiravir không được phép sử dụng cho bệnh nhân dưới 18 tuổi vì có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của xương và sụn. Đối với nam giới, Monopiravir có thể ảnh hưởng đến tinh trùng, mặc dù rủi ro được coi là thấp. Vì vậy, nam giới hoạt động tình dục với phụ nữ có khả năng sinh đẻ nên sử dụng một phương pháp tránh thai tin cậy trong thời gian điều trị và ít nhất 3 tháng sau liều Monopiravir cuối cùng. Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế khuyến cáo người dân chỉ sử dụng thuốc Monopiravir khi có đơn của bác sĩ theo đúng chỉ định, các giới hạn sử dụng và các cảnh báo, thận trọng của thuốc vừa nêu. Trong quá trình sử dụng thuốc Monopiravir, nếu gặp phải bất kỳ phản ứng có hại nào của thuốc, cần thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ để được tư vấn và xử trí kịp thời. Đặc biệt lưu ý người dân không tự ý mua, sử dụng thuốc Monopiravir trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên thị trường. Chỉ sử dụng các thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành để đảm bảo chất lượng, hiệu quả điều trị và sức khỏe của chính mình. Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, trong tổng số khoảng 213,7 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã tiếp nhận, hiện đã phân bổ được khoảng 201,9 triệu liều. Số vaccine còn lại chưa phân bổ do mới được tiếp nhận, cần tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng, xuất xưởng. Thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 đến 13 giờ ngày 25 tháng 2 năm 2022 cho biết, cả nước đã tiêm gần 192,9 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó, ngày 24 tháng 2, cả nước tiêm được hơn 188.600 liều. Số vaccine phòng COVID-19 đã tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là hơn 175,7 triệu liều, trong đó mũi 1 là hơn 70,7 triệu liều, mũi 2 là hơn 68,5 triệu liều, mũi bổ sung là gần 13,6 triệu liều, mũi 3 là gần 23 triệu liều. 61 trên 63 tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 trên 90%, chỉ còn 2 tỉnh có tỷ lệ bao phủ mũi 2 dưới 90%. Về tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, đến nay cả nước đã tiêm gần 17 triệu liều. Trong đó, mũi 1 là hơn 8,7 triệu liều và mũi 2 là hơn 8,2 triệu liều. 52 trên 63 tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 vaccine phòng COVID-19 trên 90%. 11 tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 dưới 90%. Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng, đảm bảo tiến độ tiêm vaccine, tăng cường vận động người dân tiêm vaccine, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để tránh bỏ sót. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, rà soát và tổ chức tiêm liều cơ bản và liều bổ sung cho người trên 50 tuổi, người có bệnh nền đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở. Sau khi đã tiêm đủ liều cơ bản thì triển khai tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại theo thứ tự ưu tiên. Chủ động tiếp cận trước các nguồn vaccine cho trẻ em dưới 12 tuổi, trước mắt là vaccine Pfizer theo đa số quốc gia trên thế giới. Về công tác điều trị bệnh nhân COVID-19, các địa phương cần tiếp tục nâng cao năng lực tư vấn, hỗ trợ điều trị COVID-19, dự phòng cơ số thuốc kháng virus, thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19, vật tư y tế cần thiết tại các trạm y tế phường xã, trạm y tế lưu động nhằm đáp ứng nhu cầu tự điều trị COVID-19 tại nhà của người dân và giảm tải cho các cơ sở y tế, bệnh viện tuyến trên. Các địa phương cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tư vấn hỗ trợ người dân tự điều trị tại nhà, đồng thời nâng cao năng lực thu dung điều trị, giảm tối đa các trường hợp tử vong, chủ động sẵn sàng các biện pháp phòng chống dịch theo diễn biến dịch bệnh trên địa bàn nhằm phát hiện sớm, điều trị sớm, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển biến nặng, tử vong. Tăng cường theo dõi, giám sát sức khỏe người nhiễm virus để kịp thời liên hệ với cơ sở y tế ngay khi có nhu cầu. Thay mặt những người làm chương trình, Trúc Huỳnh xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi bản tin COVID-19 sáng nay của Báo Thanh Niên. Trong giai đoạn bình thường mới, khi các hoạt động dần mở trở lại, cùng với đó là sự xuất hiện của biến chủng mới, rất mong mọi người tiếp tục nghiêm túc thực hiện khuyến cáo 5K và những quy định của địa phương và ngành chức năng về phòng chống dịch COVID-19 để có thể bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Ngoài bản tin sáng, Báo Thanh Niên còn thực hiện bản tin COVID-19 vào mỗi tối trên kênh YouTube. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Còn bây giờ, Trúc Huỳnh mến chào tạm biệt.
Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.